nắm tay mẹ đi, mẹ dẫn đi. Gì? Nè nè. Ôi, từ từ thôi. Rồi, đi đây. Ra lùi dịch đi. Ừ, ra lùi dịch đi con. Nay trời đẹp không chơi? Đừng có nhõng nhẽo nghe chưa? Chơi đi. Trời, coi đi kìa, coi đi tướng nè. Trời ơi, trời ơi, đi ra đường là cười coi được không? Hồi nãy trong nhà đòi khóc đi ra đường. Giờ lẩm thấy gì nữa đây? Hả? Hôm qua cái video hôm qua mà quay chay quay cái miệng với lại cái mũi của chay á, trời ơi bà ngoại bên đây. Trời ơi cái camera vừa quay thấy tới cái chân lông của chay luôn. Thấy tới cọng chân lông luôn. Lông miệng, lông mặt, lông gì thấy tùm lum hết. Mẹ bà ngoại bà hỏi camera nào vậy? Hai đi con, say hai đi con. Đó. Ai vậy chay? Thôi thôi đừng có lấy của người ta chi chạy. Đi ra đi. À, giờ tới là giờ là ta chay đi phát bát phố đó cô chú. Về dép bị gì? À bị xúc vào phải không? Xúc vào phải không? Đây 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 mẹ. Đây mẹ, đây mẹ. Đây mẹ gài lại cho. Đứng im. Ba cái này là ba con mang vô đó chứ. Rồi. Gì? Muốn mẹ bồng hả? Rồi, giờ sẽ tự nhiên muốn mẹ bồng đây. Đây nè. Rồi con muốn đi đâu? Đi đâu? Không mẹ miếng. Không miếng coi. Hả? À, oh. Trời ơi cô chú coi chay rồi. Thấy thương Ngọc thích nhất là bồng hoặc là ôm một ai đó mà người ta để cái đầu lên vai mình như vậy nè. Ngọc thích nhất cái đó đó. Giống như chay vậy đó. Thấy nó ấm áp sao á. Đúng không cô chú? À, chay bữa nay là hơi nhõng nhẽo một chút tại vì chay mới ngủ dậy cô chú ơi. Nay chay ngủ trưa trễ. Ngủ trưa trễ nên là bây giờ mẹ đi làm về chay mới ngủ dậy là tối nay là chay thức khuya nữa rồi đó. tối nay là khổ nữa rồi đây chay hả. Cô chú đâu nhìn cô chú đi xuống đi con lớn rồi mày sao không bắt mẹ bồng nữa chay. Xuống đi đi gì à? Ơi, trời ơi. Kìa. Mặt bà lém đỉnh chưa? Nó lại phá cái bạn đó nữa đó. Cái gì đó, ếch. Bóp mỏ người ta đó. Bóp mắt đó, vậy đó. Chạy đi kiếm gì trời ơi con ngồi kìa con ngồi tướng giống bà tám chưa. Bá đạo cái gì á. Ồ chó hả con né chi. Nè chạy, come here chạy đi. Gì? Thấy không? Thấy hả? Này. Ôi coi kìa. Nó là bà Công đi chợ trời mưa đó, nó khom khom vậy đó. Chạy bà Công đi chợ trời mưa thì sao chạy? Kỳ đâu? Ok, cái đó không phải kỳ. Cái con này dữ lắm nè. Đừng chơi nó. Đi. No. Cái con này dữ lắm. Đi. Thôi, nó dữ lắm. Hồi bữa nó cắn mẹ đó con nhớ không? Hồi bữa nó quào chân mẹ. Đừng chơi con đó. Không phải kỳ. Con đó là cat. Đúng rồi. Ai nó gặp cái con mèo nào nó cũng kêu con kỳ. Gì vậy? Gì vậy chay? Ngứa được gói hả?
Gì vậy? Để mày coi coi. Say hi, JD. Pet him. Not mad. He's getting old, my dog. How old? He's like 12. Oh, yeah? À, muốn mẹ bọc nữa hả? Sợ he doesn't look like it. But... No, he doesn't. Em muốn bọc nữa đó. Thôi. Vậy thôi. Em muốn mẹ bọc thì thôi vô nhà đi nha. Muốn mẹ bọc thì thôi vô nhà nha. Hả? Vô nhà nha. Không muốn đi chơi thì vô nhà nha. Hả? Hi, sweetheart. Vô nhà nha. Hai ở ngoài chơi. Muốn sao con muốn gì? Chơi bữa nay là hơi bị khó ở nè cô chú nè. Thế là không biết có khỏe trong người không đây nè. Hả? Có khỏe trong người không? Khỏe không? Đi vô nhà nha. Không hả? Không vô vậy đi đâu. Con muốn đi đâu chỉ mẹ coi. Hả? Thôi đi vô đi. Vô nhà chơi đi. Không ơi, con ở ngoài nó cũng bắt mẹ ẩm rồi con. Hả? Ồ, đó thấy chưa? Vậy là hơi khó ở. Chơi này khó ở này chứ có bệnh không đó mẹ nghe coi. Có bị bệnh không? Hử? Có bệnh gì không? Đi vô. Vô nhà đi. Cô chú đi. Giờ bữa nay là mình không có cái sức lực mình đi chơi, giờ mình nói chuyện cô chú đi. Can you show everybody your ABCs? A, B, C, D, E, F, G. Con gì muốn chơi gì nói mẹ nghe. Muốn lấy gì? Nói chưa? Sao bữa nay rồi? Rồi đừng chọc chơi nữa đi. Sao bữa nay mệt mỏi vậy? Hả? Sao con bữa nay con mệt mỏi vậy? Baby. Why is she getting... Yeah, Jesus, cười she's đi, making fun đi. Of it. Ngân cười đi. Nè, con đây coi 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 có nóng không đâu, có nóng đâu. Sao con đây con mệt trong người con vậy? Hả? Cô chú ơi, chị bữa nay chị mệt trong người rồi. She's just happy to see mom. No. Đây coi con chỉ cô chú coi cái lỗ mũi con đâu, cái mũi xẹp đâu. Mũi xẹp đâu? Con nhìn ra ngoài, nhìn hàng xóm đó. Con chào hàng xóm đi, xe hai hàng xóm làm sao? Làm sao? What did you show me? Yeah. Like ridiculous movie star glasses? Mm-hmm. 3D. No, that's 6D. It's 6D. Mm-hmm. À, còn buồn ngủ không? Nãy ngủ nãy lúc 4 giờ, giờ 7 giờ còn ngủ gì nữa cháy? Chơi bữa nay là một đúng là một cô gái hiền cục nhỏ nhẹ rồi cô chú. Em không có chạy nữa, em chỉ đi và nằm thôi. Jade. You wanna play ball with daddy? No, she you just wanna hold on to the ball. Cơm cái gì cũng được bà hai ơi. Miễn có cái nước cho nó được rồi. Nước đâu. Lấy nước thịt kho cũng được. Oh. Đi lại chơi ba đi. Giờ không chịu lại chơi ba luôn kìa cô chú. Không chịu luôn chỉ đòi nằm với mẹ thôi, phải không? Phải không? Có ấm ấm không vậy ta? Sao quá ấm đâu mắc cười à. Sao con mệt trong người nó mẹ nghe coi. Hả? Mệt sao? Thôi ấm ấm luôn ta sao? Thấy mày đụng coi có ấm không? Kỳ quá à. Mà. Coi coi. Trời. Thôi. Mày nói ba ơi, mở cửa giùm con đi. Đúng rồi. Thấy chưa, kêu vô nhà mà cũng chịu vô là con hơi mệt trong người đó. Bữa nay nó hơi mệt trong người nè. Did you have fun out there? Mệt tối nay mẹ con mình đi ngủ sớm mày chạy. Please. Did you have fun out there? No. Shit. Nè, cởi giày ra cho mẹ coi. You said no, babe. Chị đi. Cởi giày ra cho mẹ coi. Cởi giày ra cho mẹ coi. Why didn't you have fun out there, JD? She just wanted me to hold her.
Oh, yeah, she woke up and she woke up from a nap. Just at 7 o'clock. I'm wondering if she's faster. Cởi dây ra cho mẹ coi. Cởi ra. Nó dùng sức đó. Thôi coi dùng sức cởi dây kìa. She hold me the whole time when she woke up from the nap. That's when you saw me, her head. Đây nè, đây nè, đây nè, đây mẹ chỉ nha. Mẹ chỉ nha. Was on my leg? Dạ. I can't. With mom here, baby. Nè, để ba cởi cho con coi nè, ba cởi cho con coi nè. Rồi, chơi cởi cho mẹ đi. Rồi, lấy ra, lấy ra. Thôi xạo quá. Rồi, nè, 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 rồi, xong. Rồi, xong. Xong. One more, one more. You wanna do it? Here, baby. Nó coi ba nè, coi ba làm gì nè. Rồi, lấy ra đi. Đó, lấy ra, lấy ra. Good job, JD. Rồi, đi vô rửa tay. Rảnh mà. Cởi giày mẹ ra, rồi con cởi giày con ra đi, rồi vô rửa tay. Lẹ lên. Con cởi giày con ra đi. Hả? Sao mệt mỏi vậy? Hả? Sao bên đây con mệt mỏi? Nói mẹ nghe coi. Ôi. Đây, lên đây ngồi. Cheese. Baby. JD, say cheese. Cheese, can you say cheese? Há miệng ra cho cô chú coi coi. Miệng đâu chỉ cô chú coi. Miệng đâu? Mắt đâu? Đi 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 rửa tay nha. Đi. What you point at? Do you like is some I'm wearing something new? Oh yeah. What you like my sunglasses? Can you say depth? Nói đi không? Đẹp. Đẹp, ba đẹp. Đẹp. Đi, đi, mở cửa đi. Đi. Điều hành nè. Đi. Đó, chay rồi, thay đổi y phục rồi đó cô chú. Ở đây thay đổi trang phục. Cái đó gì á, cái đó chơi với Lucky á con. Con có cảm thấy đỡ hơn chưa? Hả? Rồi đi ra câu cá đi, cầm cái đó ra câu cá có lý luôn á. Gì? Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Đâu ạ? Nhưng đi qua nhà người ta. Gì? Mà đi đâu được, tao có nhà đâu. Hả? Rồi, tao có miệng ăn kìa. Miệng ăn kìa. Chứ cô chú qua hoa coi chay, hoa đâu? Con lại con cái gì đó, con đửa bướm, con bắt hoa cái gì đó. Con hoa hay hoa bắt bướm đi chay. Hả? Trời ơi trời. Đó, nó đang hái hoa bắt bướm đó cô chú. Ôi trời ơi, dữ người ta, quýnh ai dữ à. Phủi rùi hả? Ừ đúng rồi. Cái này là y chang luôn. Cô chú nào ở chợ Việt Nam bán thịt heo nè. Rùi đậu tùm lum nhận chạy đang phủ giùm. Bán cá, bán thịt heo rồi này kia. À, bán mấy cái bánh nào mà chưng ngoài đường á, là rùi vô đó, là kêu chay ra cầm cây này phủ cho nè. Cây này là phủ rùi, là sẽ bá phát luôn cô chú. Đúng chạy. Nó nghe này, có cần thay tả không? Mình vô mình thay tả cho bạn nè. Hả? Có thay tả không? Trời ơi, chạy dễ thương. Mùa hè chuẩn bị hết rồi đó cô chú. Còn dữ lắm cỡ 1 tháng nữa là hết hè rồi. Và chuẩn bị còn dữ lắm cỡ 30 cái video lên hè của chay nữa thôi. Còn nhiều là chay sẽ núp trong mùa đông lạnh giá. Có chạy. Nhưng mà năm sau là khi mà hè năm sau là cô chú thấy những hình ảnh này đã khác rồi. Coi chừng nha, cho nghe nha. Năm sau là chay sẽ là một cô gái lớn, một cô bé lớn hơn.
Cái gì nữa, thấy cái gì cũng lụm hết á. Coi kìa, coi cái tả. Mỗi lần nó ngồi xuống thấy cái tả thấy mắc cười. Chạy đi. Rồi nó đi dắt cái cây đó lên vai nó luôn rồi đó. Nâu gì? Mày đâu làm gì con đâu con nâu? Lẹ lắm, sau một cái mùa đông là chay sẽ lớn lên. Cái mùa hè năm sau. Thời gian trôi qua lẹ quá. Ủa chay, mấy bạn ếch trong mất tiêu hết trơn rồi. Giờ thấy hoa không chứ không thấy ếch trên này chay nè. Ếch đâu rồi? Cái gì vậy? Bỏ xuống đây con, đúng rồi, bỏ xuống dán chổng dán xuống đây, đúng rồi. Good job, chạy đi, con coi, đi, let's go, để nó đi, nó cũng cầm theo. Ếch đâu, xe hai ếch chưa? Xe hai ếch đi, hỏi ếch khỏe không? Nó biết, nó nhớ con ếch ở đây, là chạy vô kiếm thấy không? Hay, lâu quá chưa đi mà thấy vậy là hay đó, nhớ vậy là hay đó. Đó, phải nắm đầu nhỏ cái này mới được. Rồi đi em nha, đi em. Làm gì á? Làm gì á? Chạy đi. Chạy. Put it back. Please. Bỏ. Rồi, giỏi quá, vỗ tay. Cô chú vỗ tay cho chạy đi, vỗ tay. Good job, chạy đi. Dựng lên con. Thôi để mày dựng cho. Chia tay sớm bắt đầu phẫu đi. Trời ơi, có con gì nữa kìa. Đó, có con đó nữa kìa. Con đó là con cũng con ếch á, ếch nhái ở nương đó. Rồi đem lại đây mẹ mang vô. Đem lên đây mẹ mang vô. Nó không dám đi luôn đó cô chú thấy chưa. Dài xúc ra không dám đi luôn. Rồi không ngồi như mà. Rồi mẹ tới đây. Mẹ tới đây có chuyện gì. Có chuyện gì mà con bị đứng hình vậy. Rồi nó giỡn là nó không dám đi luôn thấy không. Thì lại lấy dép đi rồi mẹ lụm lụm gì. Con lụm đi. Không lụm hả. Bắt mẹ lụm. Trời ơi cái con này sao dơ dái vậy, nó để tôi không vậy. Hả. Đây đây, con có nhớ con để quên cái cây gần kia không? Đi lại gần kia lấy cái lụm cái cây kìa. Trời ơi, con bà cứ đứng bên phòng nha. Bà này bà có nhiều cái biểu hiện. Không phải biểu hiện, cái gì đó bà. Biểu cảm hả? Cái gì đó, biểu gì đó. Có nhiều thờ phá biểu. Lạ lùng. Chay không biết mua mốt đi học có thờ phá biểu không ta. Trời ơi, nhớ ngày xưa đi học có thờ phá biểu, vui thiệt. Nhà đi con, đi vô nhà đi để mẹ làm clip cho cô chú nè, cho cô chú coi chay nè. Đi vô đi, nói gì vô là phanh tay thưa bà cố mới đi chơi về nghe chưa. Rồi bước vô đi, nói cố ơi mở cửa giùm con hả. Gì chơi với mấy đó nữa, đi vô đi con, đi vô đi để mẹ làm clip cho cô chú coi nè. Lại lên đi, đem đi vô luôn, đi xách vô luôn đó. Cố kìa mở cửa kìa. Đi vô nè. Đi vô con. No, gì mà no. Đi đem này vô luôn. Đang mặc đồ gì vậy ta? Đem vô luôn con, đem vô nhà luôn rồi chơi. Đem vô nhà chơi. Đi con, đi vô đây, đi. Không. Sắp vô. Đi. Đi, mệt quá à. Quá. Quá. Chú đời nói không? Đứng lên. Ngồi giữa cửa giờ sau đóng này, đóng cửa lại nè. Đóng chay lại luôn nha. Rồi đi vô, vậy thôi đi vô. Đi vô đi, mày đóng cửa lại. Rồi, con vô đi. No. No, cái gì mà no. Lại lên.